Siêu mẫu Hà Anh đỏ bikini nóng bỏng bên hoa khôi áo dài Diệu Ngọc. Trong những ngày hè, giám khảo Hà Anh cùng top 3 hoa khôi áo dài đã tranh thủ ghi lại bộ ánh tung tăng trên biển xanh cát vàng, khoe vẻ nóng bỏng trong trang phục bikini. Siêu mẫu Hà Anh phô diễn hình thể gợi cảm với những số đo tiêu chuẩn quốc tế. Trong bộ ảnh là ba học trò của cô trong cuộc thi hoa khôi áo dài 2016. Nó Miss World Việt Nam Diệu Ngọc chiến thang trao đảo bởi đôi trang dài miên man 1m8. Vẻ đẹp quyến rũ ngọt ngào thì á hậu 1-2 Mission International Việt Nam lột tả vẻ khỏe mạnh gợi cảm sắc sảo bên cạnh về vẻ trong sáng sinh tươi của á hậu 2 Phương Linh Miss International Việt Nam. Được biết trong thời gian tới, cái người đẹp sẽ được huấn luyện hình thể của người Ý Iso Rosa, người huấn luyện hình thể cho siêu mẫu Hà Anh thích thân theo sát để hoàn thiện các số đo cơ thể trước khi mang chuông đi đánh xứ người. Bên cạnh đó, các cô gái còn được học thêm ngoại ngữ, học nhảy, học trang điểm cá nhân để trở thành những người đại diện đặc biệt của Việt Nam tại các cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Đại diện Airline Việt Nam cho biết, Miss International sẽ được tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 10, Miss World diễn ra tại Washington, DC, Mỹ vào tháng 11 và Mission International tại Las Vegas, Mỹ vào tháng 12.